Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì cũng đã lâu lâu rồi mình cũng chưa làm video clip. Thì hôm nay mình cũng rảnh rỗi một chút thì mình ngồi mình làm một cái video clip. Thì cái phần này thì mình cũng muốn chia sẻ một chút là cái lộ trình mà nghiên cứu về PHP. Thì chúng ta phải nghiên cứu cũng khá nhiều nội dung, và khi mà nghiên cứu về PHP thì mình phải chọn hướng đi cho mình cho nó chuẩn xác, là hướng đi về back end hay là hướng đi về front end. Bạn nào mà đi về hướng đi về front end ấy, thì sẽ phải học và nghiên cứu thành tạo HTML, HTML5 này, CSS này, CSS3 này, rồi học Bootstrap này, học đến jQuery này, học JavaScript này, jQuery này, Angular.js này. Đấy, mình để thành thạo những cái nội dung đó. Thì nhìn chung là theo cái thống kê thời gian thì người ta để nhưng mà để thành thạo được front-end cũng phải tầm 6 tháng. Sau đó các bạn học về back-end, bạn nào muốn nghiên cứu về back-end thì sẽ nghiên cứu về PHP này, PHP cơ bản này, sau đó nghiên cứu về MySQL này, rồi nghiên cứu về lập trình hướng đối tượng OOP này, rồi mô hình MVC trong lập trình PHP này, rồi nghiên cứu đến các thư viện của nó. Thư viện ví dụ như ở đây có Laravel này, rồi CodeIgniter này, Qt này, IE này, rồi nghiên cứu các cái CMS như WordPress này, Joomla hoặc Dufra. Thì để nghiên cứu được hết những cái đó thì cũng phải tầm khoảng, bọn muốn thành thạo được cũng khoảng phải tầm 1 năm. Đấy, thì cái lộ trình mà các bạn học PHP thì nhìn chung là muốn thành thạo được cũng phải tối thiểu là 1 năm rưỡi, hoặc là bạn nào đấy là bạn mình nhanh, còn không thì cũng phải tầm 2 năm thì mới có thể nói là tự tin được với PHP. Thì nên là chúng ta không thể nào mà nóng vội trong cái con đường nghiên cứu về lập trình PHP. Đấy, thì ở cái phần trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về phần mảng ở trong PHP. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một chút về cái phần hàm trong PHP. Thì hàm trong PHP thì bài này thì mình chỉ giới thiệu qua một chút về hàm thôi. Ở đây thì hàm ở đây thì nó được hiểu như sau. Hàm ở đây thì thứ nhất là nói về cái hàm là hàm tự định nghĩa. Thì nó mục đích của nó là để giảm cái thời gian lặp lại thao tác code nhiều lần và hỗ trợ người lập trình thực hiện việc tự định nghĩa cho những cái hàm có khả năng làm việc nhiều lần trong website. Đấy, và trong cái hàm ấy thì cái cấu trúc của cái hàm đấy là function này, sau đó là tên của hàm này, sau đó là cái dấu ngoặc tròn, sau đó đến dấu ngoặc nhọn, và bên trong nó là thực thi cái hành động. Thì đây là một cái cú pháp chung của một cái hàm. Bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái file để giới thiệu về một cái hàm. Ở đây thì mình đã khởi tạo sẵn một cái file, đấy là file giới thiệu về function.php. Đấy, thì ở các buổi học lần trước thì các bạn biết là biến này để lưu trữ giá trị này, rồi mảng cũng để lưu trữ giá trị này. Đấy, thì cái biến và cái mảng là nó cung cấp giá trị cho câu điều kiện này, cho vòng lặp này, và cho hàm để xử lý. Đấy, thì cái hàm này nó nhận vào các cái giá trị, thì nhận vào biến, nhận vào mảng đấy, và để xử lý. Bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái hàm và mình ví dụ cho các bạn thấy rằng là cái chức năng hoạt động của hàm nó như nào. Thì hàm thì cái cú pháp của nó đầu tiên các bạn khai báo là function. Function này, sau đó đến tên hàm. Tên hàm ví dụ mình đây mình đặt tên hàm, hàm mình đặt đây là tên hàm để cho các bạn nhớ tên hàm. Đấy, hàm mình nó có tên là tên hàm,
và sau đó là cái dấu ngoặc ngoặc đơn. Sau cái gặp dấu ngoặc đơn là gặp dấu ngoặc nhọn. Trong cái cặp dấu ngoặc nhọn này thì ở đây là cái phần đó là cái phần hành động của nó, đây hành động của nó đây. Thì cái cú pháp của nó tương đối giống với câu điều kiện đúng không, như các bạn chạm một cái câu điều kiện như câu điều kiện là ít đúng không, câu điều kiện đấy, câu điều kiện ít thì if của nó cũng có dấu ngoặc đơn đây và dấu ngoặc nhọn lên đúng không, thì ở trong này nó đều là hành động cả. Đấy, trong này nó đều là hành động cả. Thì cái sự giống nhau giữa biểu thức điều kiện và cái hàm là như vậy, đều là dấu ngoặc đơn để nhồi vào cái biến ở trong này, và ở bên trong cái dấu ngoặc nhọn này là hành động. Đấy thì đấy mình giới thiệu qua với các bạn là như vậy, hoặc tương tự như như các bạn thấy vòng lặp cũng thế thôi, như ở vòng đây vòng lặp for đúng không, vòng for mình cho đây vòng lặp for nó vẫn như thế. Ở phần này là dấu ngoặc đo ngoặc 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 vuông à ngoặc ngoặc đơn để chứa cái điều kiện, còn cái ngoặc ngoặc nhọn này thì để chứa hành động. Còn cái ngoặc ngoặc vuông ví dụ như các bạn khai báo, ví dụ như ở ngoặc vuông là nó thiên về mảng, ví dụ như các bạn khai báo một cái array như này, ví dụ cái biến arr đúng không, bằng đây đấy. Thì cái mảng này thì nó lại có cả cái ngoặc ngoặc nhọn và ngoặc vuông đúng không, thì các bạn đây là cái cú pháp mà mảng gọi là mảng kết hợp, thì nó dùng cái ngoặc này. Nhưng mà cái mảng gọi là mảng 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 một chiều hoặc là khai báo mảng đầy đủ thì nó lại dùng 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 cả ngoặc tròn hoặc là ngoặc vuông. Như các bạn nhớ đến một cái biến, đấy là cái biến như biến đô la post t mà mình đã trình bày ở bài trước đúng không? Đấy. Thì cái biến post này nó chính là một cái mảng, và trong cái biến mảng này thì nó cái cặp dấu ngoặc vuông để nó chứa cái key của cái mảng, chứa cái key của cái mảng. Đấy. Hoặc như season và như cookie cũng thế. Đấy đúng không? Thì đấy là mình phân tích về cái function, câu điều kiện, vòng lặp và cái mảng. Thì đấy là cái các loại dấu của nó để mình phân biệt giữa các cái đối tượng và các loại dấu khác nhau để mình nhớ là hàm thì nó dùng cái dấu gì và biến thì nó dùng cái dấu gì, rồi mảng nó dùng cái dấu gì, rồi biểu thức điều kiện nó dùng cái dấu gì và vòng lặp nó dùng cái dấu gì. Đấy thì đối với hàm thì là cặp dấu function là lên tên hàm, sau những cặp dấu hoặc tròn sau cặp dấu hoặc nhọn để chứa hành động. Thì trong cái hành động này ví dụ như mình cho echo một cái echo một giá trị như là hello em phải ghi body. Hello em có đi body đúng không? Thì đây đây là một cái hàm đúng không? Đây là cái hàm. Thì cái việc xuất dữ liệu của cái hàm này ra ngoài là như thế nào? Đấy, nó echo ở trong này rồi nhưng bây giờ các bạn lấy ngay đây nó không bao giờ ra đúng không? Đây. Anh đây không bao giờ ra. Bình thường là các bạn nếu mà biến các bạn echo phát là ra đúng không? Như đây. Mình tham báo một cái biến a bằng 10 nhỉ. Mình echo cái biến a thì nó sẽ trả cho ra giá trị bằng 10 đúng không, nó cho ra giá trị bằng 10 đấy, nó sẽ cho ra trả về trình duyệt giá trị bằng 10. Nhưng mà ở hàm là chúng ta echo trong, mặc dù echo trong ngoài rồi nhưng nó không ra đấy, thì muốn mà nó ra được thì chúng ta xuống dưới này chúng ta phải gọi lại cái tên hàm. Đây mình xóa này.
Cảm ơn bạn. Tạm tạm để sự khác nhau giữa hàm và biến. Đây mình không echo mà mình sẽ gọi tên hàm. Mình sẽ gọi là đến cái hàm, và hàm có tên là tên hàm. Ở đây thì trong đem tức nó gợi ý luôn. Đó. Mình chỉ cần như này nó sẽ ra. Đấy, tên hàm và dấu chấm phẩy thì nó sẽ ra. Đấy. Đã bây giờ trong cái này mà nó ít ký hiệu mà không cần dấu chấm phẩy nó vẫn ra. Đấy. Chạy đấy, nó vẫn là hello everybody đấy, nhưng mà sau này các bạn nghiên cứu đến Laravel mà các bạn không thiếu dấu chấm phẩy phát là nó báo lỗi ngay đấy. Thì cách mà xuất giá trị của một cái tên hàm là như này, echo hello everybody. Nhưng ví dụ như bây giờ mình không dùng echo nữa, mình trong trong này mình dùng return. Return đấy, cho đến tên hàm mình lưu lại xem nó ra không, nó không ra luôn đúng không, không ra luôn. Thì ở đây mình giới thiệu luôn với các bạn là hai cái phương thức để đưa ra giá trị của cái hàm trong cái trình duyệt. Thì là có phương thức là hello và return. Hello thì giá trị của hàm nó sẽ được xuất ra luôn. Đấy, còn return thì nó sẽ trả về cái hàm này. Và cái giá trị mà cái hàm mình muốn echo giá trị hello everybody ra thì mình phải xuống cái tên hàm này xong mình nhấn echo. Đấy, thì nó mới ra. Đã return ở bên trong này thì echo nó sẽ phải echo ở bên ngoài thì nó mới ra. Đây. Đấy, hello everybody. Thì cái return này, cái tác dụng của nó là nó giúp cho mình sau này muốn mà return giá trị của hàm ở cái vị trí nào thì tùy thích. Mình chỉ cần echo cho gọi tên hàm là nó sẽ ra. Đó. Thì cái hàm này được gọi là hàm, nhưng mà hàm này nó gọi là hàm không có tham số truyền vào. Không có tham số truyền vào tức là nó không có cái gì ở trong cái dấu ngoặc đơn này. Đấy, không có gì trong dấu ngoặc đơn này. Nó chỉ có mỗi cái hành động ở trong này thôi. Đấy, hành động trong này thôi và nó echo ra giá trị thôi. Nhưng ví dụ như bây giờ mình chuyển vào đây một cái biến này. Mình chuyển vào đây một cái biến là biến quê quán đấy, và dưới này mình sẽ trả về một cái biến là trả về đúng cái tên hàm này, một cái biến là cái biến quê quán. Và ở phần echo tên hàm này mình cho nó một cái giá trị vào đây, cũng như là thì nó sẽ trả về chúng ta đúng là cái giá trị là Nam Định thôi. Đây mình sẽ hiển thị trong trình đấy, đúng là Nam Định luôn đúng không. Sau này các bạn hàng nghiên cứu lập trình hướng đối tượng thì nó sẽ sử dụng cái này rất nhiều đấy. Như cái quê quán này mình không thích cho giá trị đây, mình cho giá trị đây bằng luôn. Đây Thái Bình cho nó khác. Đây mình làm đấy thôi. Đây mình kiểm tra thì nó ra Thái Bình luôn đúng không. Đấy, có rất là nhiều cách để mình có thể echo giá trị. Ví dụ mình không echo giá trị này nữa mà mình sẽ gán như sau, mình gán giá trị ở trong cái này như sau. Đấy, như gắn cái biến là biến quê quán, và trong này nó bằng cái giá trị là ví dụ như là nội. Đó là cái return quê quán, mà chỗ này là đấy mình kiểm tra sau đó mình đổi dòng hai.
Đấy thì các bạn thấy là nó trừ việc là báo lỗi thì cái phần này nó không 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 thực hiện được. Nên mình tắt ra ngoài đi. Mình cho cái giá trị của nó ở trên này. Ví dụ như bằng Hà Nội. Chắc chắn là lại là ok đúng không? Đây, mình kiểm tra. Đấy, là ra Hà Nội. Thì ở đây chính là cái cách mà chuyển tham số. Chuyển tham số thì nó chuyển ngay ở trong cái dấu ngoặc hoặc đơn của cái tên hàm này. Rồi mình trả về ở trong cái hành động trên này và mình echo ra bên ngoài đấy. Thì cái đây là mình, cái video clip này thì mình giới thiệu qua với các bạn về hàm hàm là gì này. Rồi sự khác biệt của hàm với lại câu điều kiện này, với lại vòng lặp, với lại mảng này, cái ngoặc nó sử dụng, cái ngoặc nó sử dụng, rồi cách in cái giá trị của hàm ra bên ngoài và cái in giá trị của hàm ra bên ngoài, và cách có hai loại hàm, đó là hàm hàm có tham số truyền vào và hàm không có tham số truyền vào. Thì hàm có tham số truyền vào thì mình sẽ truyền giá trị của nó theo cái cách nào. Đấy, có hai cách, một là cách truyền 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 trực tiếp ở trên cái dấu ngoặc đơn của hàm, và cách thứ hai là truyền qua cái phần tên hàm và echo bên dưới. Đấy, những cách này thì sau này các bạn sẽ gặp rất nhiều trong lập trình đối tượng Laravel, mô hình MVC. Đấy, thì các bạn cần nhớ nhớ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình về hàm. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.